sống giống như thời tiết, có thể dự báo nhưng lại thất thường thay đổi không kịp trở tay. Dù trời có mưa giông, mây đen nắng gió, một tâm thái tốt là tài sản duy nhất không thể bị tước đoạt trong cuộc sống. Chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của bạn và chăm sóc tốt cho cơ thể độc nhất của bạn, đó là kho báu quý giá nhất trần đời. Đó là một thái độ sống cởi mở và sáng suốt, bình tâm tĩnh khí, thuận theo tự nhiên, an yên với những cuộc gặp gỡ và mọi việc tuân theo số phận. Con người ta sống thật không dễ dàng, biết trước được rằng sẽ rời bỏ nhân gian mà đi, nhưng vẫn phải cố gắng sống. Để rồi ai cũng phải tự hỏi mình một câu, người ta sống cả đời để làm gì? Xã hội phức tạp, lòng người không thể nhìn thấu, khát vọng, ước mơ không thể buông bỏ, thăng trầm cứ thế tiếp diễn. Ngày hôm qua khó quên, ngày hôm nay lại bận rộn, ngày mai tới bất ngờ. Cuối cùng không biết mình sẽ biến mất một ngày nào đó. Đây chính là bản chất của cuộc sống. Vì vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, bạn cũng đừng quên yêu bản thân mình và nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. 7 năm sau, nếu bạn tặng một chiếc Mercedes-Benz hoặc BMW đúc hiện tại của mình cho con gái, chúng sẽ nói nó quá cũ. 10 năm sau, nếu bạn đưa chiếc Apple X hiện tại cho con cái của mình, chúng sẽ nói thật buồn cười. 10 năm sau, bạn nằm trên giường bệnh, ôm một chồng sổ tiết kiệm, muốn con cái mỗi ngày hậu lý cho mình, bọn trẻ sẽ nói thuê bảo mẫu. 10 năm sau, bạn vẫn giữ được một cơ thể khỏe mạnh và bạn vẫn có thể đi du lịch, thể thao và khiêu vũ. Còn bạn sẽ nói, bố mẹ ơi, bố mẹ quá khôn ngoan. Món quà tốt nhất mà bạn có thể tặng cho con mình chính là sức khỏe của chính bạn. Điều quan trọng, tôi xin nói lại, xin hãy nhớ câu cuối cùng. Món quà tốt nhất mà bạn có thể tặng cho con cái mình là chăm sóc tốt cho sức khỏe, thể chất và tinh thần của chính mình. Thực ra, sống là phải làm tốt hai việc. Thứ nhất, giáo dục con cái cho tốt và không gây nguy hiểm cho xã hội. Thứ hai, chăm sóc bản thân và hạn chế làm việc con cái. Rồi mãi đây thôi, tất cả chúng ta sẽ ra đi, và với thế giới này, chúng ta sẽ trở thành hư vô. Chúng ta phấn đấu, nỗ lực, thậm chí tranh giành nhau cả đời, và chúng ta không thể mang theo cho mình bất cứ thứ gì sang thế giới bên kia. Trong cuộc đời này, không phân biệt cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, rồi sẽ có một ngày tất cả đều đi đến bước cuối cùng này, đến nước thiên đàng. Khi ta chợt nhìn lại, đời ta đã uổng phí. Vì vậy, từ bây giờ, chúng ta phải sống với trái tim của mình và hạnh phúc mỗi ngày. Nhân sinh ba bạn 6.000 ngày, cái búng tay 100 năm sau chỉ là một nắm cát vàng. Hãy sống tử tế, lương thiện, chân thành đối đãi với mọi người khi còn có thể. Vì kiếp sau khó lắm, chắc gì có thể gặp lại. Đời người thật ngắn ngủi, có bao nhiêu người nói muốn sống cả đời, nhưng quá khứ lại không bỏ lại được phía sau. Có bao nhiêu người nói muốn làm bạn cả đời, nhưng khi quay đầu nhìn lại thành người dân xa lạ. Hôm nay tay bắt mặt mừng, nói ngày mai gặp lại, nhưng khi tỉnh giấc thì mãi chẳng thấy đâu. Vì vậy, khi chúng ta còn sống, đồng chí, bạn học, bạn bè, đồng nghiệp, đừng bỏ lỡ khi còn có thể bên nhau. Hãy yêu thương bằng cả trái tim, hãy ôm hôn thật chặt khi còn có thể, đừng buông tay để không còn cơ hội hối tiếc. Hãy trân trọng những người xung quanh bạn và đừng biến mình thành kẻ cháo trở lật mặt như lật bàn tay. Thấu hiểu lẫn nhau mới là mối quan hệ thực sự. Đừng để lại quá nhiều hối tiếc trong cuộc đời. Nhân duyên dù tốt đến đâu cũng không thể qua loa chiếu lệ. Quan hệ dù sâu đậm đến mấy cũng cần được trân trọng. Không có kẻ ngốc tuyệt đối, chỉ có những người sẵn sàng chơi trò ngu ngốc vì bạn. Những người tha thứ cho bạn, không muốn mất bạn. Chỉ có chân thành mới có thể ở bên nhau mãi mãi, và chỉ khi nâng niu mới có thể sở hữu dài lâu. Có lợi, đừng từ chối người khác. Khi có lý, đừng từ chối tha thứ. Khi
Khi có thể đừng cười nhạo người khác. Khôn lỏi danh mãnh sẽ bị ghét, kén chọn quá chẳng ai chơi, kiêu ngạo quá ắt chuốc họa bản thân. Nhân sinh ở đời như muối bỏ bể, cứ gì phải quan tâm soi mói đến mọi thứ, không chịu nhượng bộ mỗi bước đi. Tâm tật đố hại người hại mình, nói nhiều thì lỡ lời vạ miệng. Vì vậy, thấy người được thì hãy vui cùng, thấy người mất thì hãy động viên, vỗ về, an ủi. Trong phần đời còn lại, tôi muốn không hổ thẹn với trái tim mình mà được thanh thản. Tranh chấp trên đời không có hồi kết, thắng thua được lòng người, lợi lộc trên đời nhiều vô kể, gần như là đủ rồi. Của cải tụ lại thì người ta phân tán, của cải phân tán thì người ta lại tụ lại. Đừng để đợi đến già mới biết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi bạn nghèo mà có người theo bạn, đó là hạnh phúc. Bạn ốm, có người chăm sóc bạn, đây là hạnh phúc. Bạn lạnh, có người ôm bạn, là hạnh phúc. Bạn khóc, có người an ủi bạn, đó là hạnh phúc. Khi về già có người bên cạnh bạn là hạnh phúc. Khi sai lầm có người tha thứ cho bạn là hạnh phúc. Bạn mệt mỏi có người yêu bạn, đây là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là bạn có thể kiểm soát bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người xung quanh bạn vì bạn. Hạnh phúc không phải là chiếc xe bạn lái sang trọng như thế nào, mà là bạn lái xe về nhà an toàn như thế nào. Hạnh phúc không phải là tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là được tự do thân tâm mỗi ngày, được làm điều mình thích. Hạnh phúc không phải là vợ bạn đẹp như thế nào, mà là nụ cười của cô ấy rạng rỡ ra làm sao. Hạnh phúc không phải là ăn ngon mặc đẹp, mà là không bị bệnh tật tai ương. Hạnh phúc không phải là bạn được tung hô thật nhiều khi bạn thành công, mà là một giọng nói với bạn khi bạn gặp nghịch cảnh thất bại. Bạn mình ơi, hãy cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn đã nghe bao nhiêu lời ngọt ngào, đường mật, mà là khi bạn sầu muộn đổ lệ, có ai đó nói với bạn rằng không sao đâu, có anh ở đây. Hạnh phúc chỉ giản dị như vậy thôi. Đời người nhanh phai chóng tàn trong chớp mắt, như bóng câu qua khe cửa, nên hãy chọn cho mình cách sống thật đơn giản, chất phác và bình dị nhất. Cuộc sống của một người là một trạng thái của tâm trí. Một tâm thái đơn giản làm cho thế giới giản đơn. Một tâm thái phức tạp làm cho thế giới trở nên phức tạp rối ren. Đừng lo lắng quá về việc được và mất, bởi vì vạn sự đã được ông trời an bài. Cái gì đáng của mình, ông trời sẽ không keo kiệt. Cái gì không phải của mình, ông trời sẽ không bố thí.